sờ e sờ mới phát phát âm. 2 3. Phải phòng khi tôi phát âm là gì? Sờ sẽ hát của chị à, cái gì? Sẽ hát của chị Sương phát âm là gì? Là ịt. Còn lại đọc là giờ. Chemistry scholarship chocolate và architect chọn chocolate. Nhấn âm nè. Hometown nhấn âm 1. Check deal nhấn âm 1. Hotel nhấn âm 1 và mountain của nhấn âm kì vậy? Mountain âm 1. Hotel chắc chắn âm 1. Hometown. Check deal. Coi từ check deal. Schedule. Hometown. Hometown. Ủa, vậy câu nào? Chocolate, hospital, vehicle, performance. Vehicle. Performance nhấn âm 2. Rồi câu 1 thì nó lỗi rồi, câu 1 toàn nhấn âm 1 hết mà. Rồi cái từ over and over nè. Lặp đi lặp lại nè. Repeat thật lây nè. Blue collar là công nhân á, lao động nè. Lát ở nó bằng em đi. Rồi họ trợ, họ nuôi bò, nuôi trâu. Để, cái này gọi là gia súc là cattle. Tiếp theo những dân tộc mà thiểu số, những nhóm dân tộc thiểu số chủ yếu sống ở đâu? Đảo, đồng bằng, desert, sa mạc hay trên núi? Họ sống ở đâu? Dân tộc sống ở đâu? Núi đúng không? Rồi trên núi. Câu tiếp theo. Ở Tây Nguyên đó thì ngôi làng, ngôi nhà mà to nhất và cao nhất trong ngôi làng được gọi nhà gì? Nhà rông là communal gì? Communal house đúng chưa? Communal house nha. Lạnh dữ ta. Rồi câu 11, trong số những nhóm dân tộc thiểu số Việt Nam thì người Tày, dân tộc Tày có dân số đông nhất. Rồi cái nào đây? Tày, the Tày minority đúng không? Ở đây không thể là minority thêm S được, chọn Tây people thôi. Tây people. Rồi gathering and hunting. Săn bắn hái lượm là một đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của người Laha. Kinh tế là economy. Tiếp theo. À, lễ hội cầu trương được tổ chức hàng năm ở Tây Nguyên. Hàng năm của chúng ta là annually thường niên. Trong suốt lễ hội thì họ thả những cái diều đầy màu sắc khác nhau kích thước và hình dạng trên bầu trời. Many colorful color. Xôi năm màu là một món ăn của hầu hết nhân dân tộc thiểu số ở miền núi phía Tây Bắc. Đây sẽ là dish, món ăn là dish nè. Món ăn nè. Rồi, would you like some more tea? Bạn muốn thêm trà không? Yes, please. Yes, please. Tiếp theo, cảm ơn vì đã giúp đỡ. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của bạn. Ở đây sẽ là you're welcome, không có gì. You're welcome. Tiếp theo, how do you have your teacher? Trang của bạn được kiểm tra như thế nào? Thường xuyên cẩn thận nè. Cái tiếp theo, I like it and I have to do it.
Má nhớ không tới đẻ ra.